Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Diếm Một Ngàn Lê Bồ Tát. Ta lương xin trở lại và được cúng dường lên những đấng cha mẹ của mình và chúc tất cả mọi người đều vui vẻ. Cho cha sớm mùa tận.
Phan Minh Duy và chú bộ các ban đạo của nhà hàng. Xin cảm ơn Phan Minh Duy. Hay quá ha các vị. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con.